Ta-da! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nam Thư Official. À, mọi người ơi, đã ủng hộ Thư thì ủng hộ Thư hoài nha. Mọi người nhớ nhấn cái chuông để mà Thư có ra cái gì mới thì mọi người có và xem liền nha. Như tập trước chúng ta đã biết thì 6 chàng trai của chúng ta đang dừng chân ở Tây Nguyên Đại Ngàn. Và sự xuất hiện của một cô khách mời mà chưa biết là ai, và chắc chắn đó là một cô gái. Hôm nay Thư đã chọn cho mình một chiếc áo với chất liệu và nhìn màu mà mọi người cũng thấy thổ cẩm ha, để phù hợp với cái không khí của Tây Nguyên hôm nay. Và bây giờ chần chờ gì nữa, Thư cũng hết sức là nôn nóng muốn biết khách mời của chúng ta hôm nay là ai. Tiếp tục thôi. Đến với tập 6 của Hai Ngày Một Đêm, Dương Lâm gánh Chris Phan còng lưng Trường Vang Quạo. Ồ, xem nào. Hờ hen. Mặc bộ đồ này thì chỉ có thể hờ hen thôi. Thích cô hoa hậu này quá. Xin chào tất cả các anh em đã đến với vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Chúng ta ngày hôm nay thì thật sự rất là vui. Chúng ta sẽ có những món quà rất là tuyệt vời ở tại đây của anh em người dân Bana sẽ gửi tặng cho dàn cast của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Đó là mỗi người một cái chiên. Bộ đồ. Quần áo. Mặc giùm luôn hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cảm ơn anh trai. Trời ơi, cảm ơn. Đẹp quá à. Tôi cũng có đồ nè. Ủa, sao em bận đây hái rắp rắp tốt vậy nè. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Quá trời ơi. Tăng là nhiều năng lượng. Hy vọng là game của chúng ta hôm nay thật là bùng cháy. Lập lành đi là đùm nành. Cái gì? Hả? Lập lành đi là đùm nành. Bị lôn hết này họ. Uống nước đậu lành hả? Đậu nành ở đâu? Uống nước đậu lành hả? Mặt hiếu vậy. Uống cho em ly. Chị Hen, cho em ly. Chị. Cái gì vậy Hen? Cái gì đậu nành đâu? Sữa nành hả? À vậy. Tiếng người đồng bào đó. À. Mọi người có thấy vui không ạ? Vui. Ghê vậy, anh Giang hiểu luôn hả? Đấy, em nói là mình vui như vậy là được rồi. Bây giờ mình thi đấu thôi. Ủa, anh sao á? Trời ơi, Giang ơi. Mà em nghĩ là Hiếu mới làm đội trưởng. Em tin người anh em của em sẽ... Em nếu mà em chọn anh làm đội trưởng, em sẽ chọn anh làm thành viên của đội em luôn. Chọn anh làm thành viên của đội em luôn. Đừng nữa Hiếu ơi, Hiếu Huy đừng. Sáng giờ anh định đối nhiều lắm mày ơi. Anh với em, anh em hồi Đà Lạt rồi, đừng chọn anh nha. Ê, chung nhánh. Bạn để chờ hay đã hay quyết định hen. Vâng, Hiếu. Thứ hai là đội trưởng. Chúc mừng Hiếu nha. Chúc mừng Hiếu nha. Chọn này, em chọn ai? Em thích ai? Em thích ai? Là gì Bảo Lâm rồi, chọn là gì Bảo Lâm rồi. Ngoài là bó rau mớ cá ngoài chợ. Ừ. Mà mặc mấy người lựa chọn. Anh Giang bảo vệ em đi anh Giang. Tôi chọn là gì Bảo Lâm. VCA. Không, em tự mua được. Anh Giang chưa được chọn mà. Em mới chọn được Huy là người đầu tiên. Bây giờ anh nè. Đúng rồi. Em mới chọn Huy là em chọn Lâm nè. Đúng rồi. Giờ chỉ còn có anh với lại Rick thôi. Cái lượt này lượt cuối. Cái lượt này lượt cuối đúng không? Làm quả tù xì. Đúng. Một, hai, ba. Trời ơi. Đó, chọn đi. Kiều Minh Tuấn. Chọn đi. Em xin phép chọn anh, Kiều Minh Tuấn. Ờ, không em chọn em. Em hãy chưa. Mời anh xin theo. Đừng. Xin năm anh. Rưng nước mắt là tối nay ngủ ở ngoài. Rưng. Tên gì ạ? Em trai. Gì? Sớt. 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 Sớt chi buồn phiền. Sớt chi buồn phiền. Sớt chi.
buồn phiền. Như cái điềm, như có một cái điềm rừng tuyết cao. Mưa thấy thương quá kìa. Thôi thương quá mọi người. Cái cảm xúc mà đi làm chương trình mà mưa như vậy, giống như Thư đi quay phim mà mưa á, trời ơi, nó hồi hộp lắm. Rồi, hết mưa rồi, ra chơi thôi. Và chúng ta sẽ đến với game mang tên là Bịt Mắt Đập Niêu. Ok, Bịt Mắt Đập Niêu. Bây giờ tôi tố đồ cái bên, chúng chơi thư dân. Ghê vậy á. Anh chơi trước. Anh chơi trước. Lượt chơi chỉ có một vòng thôi, nhưng mà anh Lêm đã đề nghị là 5 vòng thì chúng ta sẽ chốt. Bắt đầu. Rồi, anh Lâm, Lê Duy Bảo Lâm cộng Chris, Hiếu thứ hai với lại Ngô Kiến Kỳ Minh Tuấn. Rồi, 1. 1. Rồi, 1. 5 vòng ạ. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Ủa, cái xây gọi, xây nó chảy. 5. 5. 5. Trời, Lâm chạy đâu ra đập bà con hả? Đúng rồi, đập, đập, đập. Đập đi Tuấn, đập đi. Đúng rồi, đập đi Tuấn. À! Đúng rồi, quơ ngang vậy là đúng đó. Đập nữa đi, nữa đi. À, đúng rồi. Tôi nghĩ là với một cái kinh nghiệm này, khi mà mọi người mới mốt ai mà chơi trò đập niêu này, mọi người phải nhớ là mình lên mình đứng đập giày, mình phải quơ ngang vậy nè, mình mới biết nó trúng ở đâu. Cứ mình cứ đập giày mình không biết đập đi đâu, mình phải quơ ngang. Ủa, đội bên kia đâu rồi? Hay quá, Chris bể rồi nè. Ủa, sao đập vô đầu lắm vậy Chris? Hay quá. Trời ơi, Lâm nó cõng Chris đi đâu vậy? Tôi còn sống không vậy? Nhanh. Vòng 2, hổ xôm rừng tuyết. Quay, 1. Từ từ thôi. Từ từ thôi. 2. Từ từ thôi. 2. 3. Chết rồi, đội cam đang chậm hơn rồi, đội cam nhanh lên. Rồi, lên, 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 lên. 4. Rồi, xoay. Rồi, đây, 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 đây. Từ từ. 5. Hổ ơi, hổ ơi. Hổ chặt đi, cái thằng. Hổ chặt. Đội anh Giang dễ thương quá. Rồi đập đi, đập đi, đập đi. Đúng rồi, đúng rồi. Trúng. À, hay quá, trời ơi, mạnh quá. Xíu nữa, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Qua phải. Đập, đập chúng rồi. Phải là gì? Hay quá. Ôi, công nhận. Ôi, còn một cái trên cao nữa. Kìa Minh Tuấn. Kìa Minh Tuấn quá sạp.
Yeah. Hay quá. Dễ thương quá à. Ủa nhưng mà ở đúng rồi, đội kia sao? Còn hai lần nữa, kèo nào cũng có thể lựa lật được hết. Dạ. Đúng rồi em. Yeah, yeah, say. Game tiếp theo là anh em một nhà. Luật chơi là mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên để kéo co. Người còn lại sẽ đứng phía đối thủ và không được dùng tay. Khi nghe tín hiệu bắt đầu các đội sẽ kéo co. Người cuối cùng của dây thừng sẽ bôi nhỏ nồi vào mặt thành viên của đối thủ. Rồi, ngon. Ngon luôn. Đứng cuối cùng là ai? Lâm, Huy, Chris, Kiều Tuấn. Thì sẽ thành công. 1 2 Mạnh lên, mạnh lên. Ê, ê, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Ê, kéo Hiếu nó chạy luôn rồi, rồi xong. Trời ơi, Dương Lâm như một con hổ dũng mãnh. Kiều Minh Tuấn, Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn. À. Tuấn ơi, tội nghiệp Tuấn quá. Nắm cỏ, đúng rồi em, bứt cỏ đi Tuấn. Nắm vô, trụ lại Tuấn. Trời ơi, Chris đứng nhàn hạ ha. Rồi xong. Lâm ơi, cố lên Lâm. Kìa Minh Tuấn kìa mọi người ơi. Cảm giác lúc đó. Kìa Minh Tuấn, kìa Minh Tuấn vậy nè. Anh Giang hết sức rồi. Anh Giang hết sức rồi. Anh Giang hết sức rồi. Hay quá Tuấn ơi. Hay quá Tuấn ơi. Chết Chris rồi, chết Chris rồi. Rồi xong, Dương Lâm sau này mất trụ rồi. Trượt rồi, trượt rồi. Trượt rồi, trượt rồi. Trời ơi. Ai la vậy? Chris. Rồi chết Chris rồi. Một phút trước hả mày? Đó, bởi vậy cười người hôm trước là người ta cười liền vô mặt nha, Chris ơi. Rồi, rồi hay quá Tuấn. Đúng rồi Tuấn, đúng rồi Tuấn. Tuấn, Tuấn. À, kìa Minh Tuấn giải trí quá. Mũi tên Quốc Thuận đã bị. Hay quá. Anh lấy dùng mì anh bò luôn. Trời ơi, đứa em của tôi. Anh đừng chỉ giả bộ khóc. Tôi tập tạ bao nhiêu năm mà không cứu được em của tôi. Vô dụng. Vô dụng đúng nghĩa không? Đúng nghĩa trong game này Lâm vô dụng luôn á. Yếu quá, em không có thế nè. Nó kéo em như cái bịch rác. Vậy anh nó kéo em tốn yếu rồi vậy nè. Bây giờ phải đổi bên nhà, tại vì đứng bên tôi đánh nó bị gọi là xói mòn. Như thế này nó bị nè, nè, nè. Thôi nó xui rồi. Nè, mọi người, nè, nè. Bên đây cũng bị mà. Nó bị ấy lắm nè. Chấp nhận thay đổi vị trí giữa hai đội. Đã cái vòng thua rồi thì nó cũng thua thôi à. Thay đổi cũng vậy à. Để tôi coi nè. Không phải của tôi.
chơi từ từ thôi. Không có được từ từ nữa. Chơi từ từ thôi còn về gia đình nữa. Để trước ngày mai đi rải cà phê. Anh Giang làm túp lý trước. Nha anh. Tôi phải thắng rồi, xong anh Giang thua. Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho. Sao bên kia kéo hoài vậy? Đúng vậy. Rồi xong, rồi xong, Lê Dương Bảo Lâm trượt chân té rồi. Rồi xong, bye Lê Dương Bảo Lâm rồi. Rồi Tuấn, Kiều Minh Tuấn lại tiếp tục. Kiều Minh Tuấn lại tiếp tục phát hiện chiến thần rồi. Xong, rồi Lâm, rồi xong, ở đầu cũng như ở cuối. Rồi, 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 rồi. Rồi, rồi, rồi. Chết anh Lâm rồi. À, trời ơi, anh Lâm ta nói trường bò không còn hình người rồi. Anh Lâm qua mức rồi, anh Lâm bị lôi qua mức rồi. Rồi xong, chết rồi, rồi. Đúng rồi, bây giờ phải đổi bên nè, tại vì thấy chưa? Nãy tôi nói ngay từ đầu rồi. Nó xuống rồi. Nè mọi người, nè nè. Chết rồi, chết anh Giang rồi. Chết anh Giang rồi. Kết thúc. Hay quá, đội Kiều Minh Tuấn hiếu thứ hai. Tuấn quên muốn gãy mũi rồi mọi người ơi. Đau lắm. Con Jennifer để anh coi nè. Nó như con quỷ luôn rồi. Với phần thi anh em một nhà, với sự bền vững sức lực của anh Trường Giang, Lê Dương Võ Lâm và Chris thì đã thua. Tôi trắng. Vui lắm hả? Vui lắm. Tội nghiệp mà hen quá à. Tụi anh thua gia đình em hạnh phúc luôn hả? Em cười gì nè? Anh thấy đứng là đứng bên đây rồi là thua, gia đình tụi em. Thua tối mặt tối mày. Đúng nghĩa thua tối mặt tối mày luôn á mọi và người. Và đội chiến thắng là đội của hiệp thứ hai, anh Dương Minh Tuấn và anh Ngô Vinh Huy. Yeah. Chúng tôi nhận thấy rằng xui không đến từ Jennifer. Dạ đúng rồi. Mà đến từ Lê Dương Bảo Lâm. Hờ xui. Em muốn từ nay thay thế con bé này, bỏ hờ xui vô đây, em đeo vô. Từ lúc mà Hen xuất hiện là đội em lên hương luôn á. Trời ơi, đúng là thiệt. Trời cao có mắt mà. Sao con bé nó cười hoài vậy? Cảm ơn Hen rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay đã xuất hiện và truyền đến một cái năng lượng tích cực cho anh em chúng ta. Cũng như là truyền đến một năng lượng cảm thông cho bên đội bạn. Cảm thông. Một cái thua nó phải nói là nhục nhã đấy chơi. Trong bánh. Dạ thưa các anh em nghệ sĩ, hồi nãy chúng ta đã nhận một món quà. Và tiếp theo đây là các anh em ở đây cũng có tiếp một món quà dành cho tất cả các anh em nghệ sĩ. Yeah, quà gì vậy? Wow. Ngoan nha. Dạ. Em xin mời tất cả các anh em nghệ sĩ sẽ thưởng thức món quà này. Và em sẽ vải cáo lui để em chuẩn bị nội dung tiếp theo. Cảm ơn Hen rất là nhiều. Được uống rượu cần rồi. Wow. Đội chiến thắng được vô ngủ rồi kìa. Quỳnh tá tràng. Đây là không gian bếp của mình. Trời ơi. Đã quá. Hiếu ơi. Ấy dạ. Gà Hiếu bao ơi. Bao nhiêu công sức được bù đắp hết rồi. Bù ra. Trời ơi, quá đã luôn. Chết đội anh Giang tôi rồi. Rồi anh Giang tôi ăn cái gì đây? Trời ơi, lẩu cá lăng kìa má ơi. Thèm măng quá. Ngon. Trống trơn. Không có gì nha. Không có cái gì trong đó. Ảo giác thôi. Ảo giác thôi. Trời ơi, thiệt. Tội nghiệp. Tập trước đã nhịn đói rồi. Tập này được ăn. Khoan ạ. Buổi trưa hôm nay có 3 bạn đã thỏa thuận với chương trình. Các bạn còn nhớ không ạ? Có cho tụi em á, em với Greg cũng nhịn đói luôn vậy ạ. Đúng rồi chứ, cái này mà 1/3. Một phần ba, một muỗng là đi luôn rồi. Chết rồi, Kiều Minh Tuấn, Chris Phan, Hiếu thứ hai và Ngô Kiến Huy. Bốn đứa bay thề nguyên không ăn. Dạ, cho dù chiều nay các bạn có thắng game đi nữa thì các bạn cũng chấp nhận nhịn đói đúng không ạ? Lòng tự trọng đi đâu, nghệ sĩ chúng ta có thể không có nhiều thứ nhưng mà có lòng tự trọng. Trời ơi. Thôi em quên đúng không anh?
Quên luôn. Không phải, người ta nhớ nhưng mà người ta cố quên vì cái lòng tự trọng đã chìm mất rồi. Dạ. Tất cả quan trọng là ý chí. Khi mình nghĩ là không đói thì nó sẽ không đói. Đói nha mọi người. Mọi người đợi thêm xíu, Thư cũng thấy mọi người ăn, Thư cũng đói, Thư đi bới tô cơm lên Thư ăn chung đây, không chịu nổi rồi. Và Thư đã trở lại với một tô cơm. Trời ơi, vừa ăn vừa coi nè, chắc giải trí lắm. Trời ơi, ngon quá à. Em là đội văn nghệ của buôn làng. Dạ em là đội phục vụ văn nghệ của buôn làng. Thôi em kiến nghị cho hai người đúng em được biểu diễn tiết mục để được ăn đồ ăn của mình cho em. À, chúng tôi chấp nhận cho các bạn biểu diễn. Dạ. Xin mời. Nhạc công, vũ công, ca sĩ. Vô. Tiết tấu lên em. Tiết tấu lên em. Một, em vô đây. Một, hai, ba, say. Vì ông mặt trời thức dậy, mẹ lên giấy, em tới trường, còn đàn chim hòa vang tiếng hát. Giọt xuống lóng lánh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười. Ôi có em ơi, nhập những ước mơ, em vào đời niềm vui đông đầy. Bắn đi cây nè. Wow. Mẹ ơi, mẹ lấy được trái gì vậy? Chua trái tắc. Chua trái tắc. Chua trái tắc. Khi ông mặt trời đi ngủ, ngủ đi, ngủ, cứ ngủ đi, ngủ đi. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp lớp bên ánh đèn vàng làm em dồn vang tiếng hát. Bầu bắn bầu vô mặt bắn bầu vô mặt bầu uống nước lấy hơi nếp. Mẹ mà đã khác, mẹ đã khác. Vô. Niềm tin bao la mẹ viết trong đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ôi con gà rừng, gà rừng, gà rừng. Cái là gà gì? Gà ta. Ôi con gà ta, ôi con gà ta. Gà ta. À nào gà hay đâu đây? Em nghe lòng mình niềm vui đông đầy. Mẹ bắt gà ta về. Mẹ bỏ mình đúng. Chưa kết gạch luôn. Dạ ta nè, ăn đi. Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ, cảm ơn mẹ. Ghi nhận sự cố gắng của các bạn, mỗi người chỉ được thưởng một chén nước lẩu. Bất ổn vừa đủ. Trời ơi. Hay là bây giờ hờ hẹn cho mỗi đứa một chén nước lẩu, coi đứa nào hút hay, hút hay. Hờ hẹn báo hẹn bắt cười kìa. Hờ hẹn. Trời ơi là trời. Hình ảnh kìa, mọi người truyền nhau chén nước lẩu thấy tội nghiệp quá kìa mọi người. Em ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái điều rất là đặc biệt, đó là viết thư cho người bạn đồng hành của mình. Chúng ta sẽ viết cho nhau có thể là những cái lời chia sẻ, góp ý hay là những lời khen, khích lệ, động viên tùy theo cách của các anh có thể viết ở đây. Ủa sao cái tập này mình nhớ như quay rồi vậy, chưa hả? Chưa. Vậy cái hình ảnh này chị thấy đâu được ta? Gửi mail được không? Tại vì... Dạ không ạ. Ừ. Cái này gửi mail được không? Tại vì... Dạ. Bây giờ tôi... Anh ơi, về trên đây là không có wifi. Cái khúc này chị thấy đâu rồi nè. Người ta gọi đó là hiệu ứng déjà vu. Không có máy tính tay. Luôn, mình sẽ viết thư tay. Có bài văn mẫu gì không? Chán ông Tuấn ghê. Ừ, biết sao mày đọc được rồi anh em ơi. Không được đặc tả gì đó, đừng... Biết nhiều giờ mấy đứa ơi. Ủa anh Nha không biết hả? Mọi người biết lâu rồi mọi người. Ủa anh Nha biết xong rồi. Sao? Chưa xong. Mà anh em về vị trí thì mình đã viết thư xong rồi.
Bây giờ là chúng ta sẽ cùng đọc những lá thư của mình lên. Đọc, tôi đọc thư của Lê Thành Dương. Hệ 19 tháng 5 2022. From Bob to năm anh em thiện lành. Chúng ta tuy bên nhau không nhiều, dễ thương quá. Luôn muốn nói xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn vì anh em chúng ta được gặp nhau, được chơi cùng nhau, ngủ cùng, ăn uống cùng, vân vân. Bắp luôn nhớ khoảnh khắc này. Anh Giang, người anh khó tính nhưng xịn và giỏi. Anh Tuấn, hay tuấn, hay tuấn. Đây là hiệu ứng âm thanh. Tôi xin sắp dạy cho mọi người dễ hiểu. Hay tuấn nhưng quan tâm anh em hết mình. Bé Lâm, mũi tên thù hận. Ức hận. Đọc này ghi sao anh đọc vậy em? Mũi em mũi ức hận. Bé Lâm, mũi tên thù hận nhưng em mãi định. Bé Chris, đôi vai gầy luôn luôn nhường nhịn. Bé Hiếu, người đồng hành hôm nay. Cảm ơn bé luôn đặt anh em lên mọi cuộc chơi, dù thua cũng không bỏ anh em. Kha kha kha. Bắp tuy thua nhiều game nhưng thắng là khi có được tình anh em tuyệt vời này. Mãi yêu và mãi bên nhau anh em nhá. Dễ thương quá à. Ngày thương tháng nhớ năm nay. Ngày thương tháng nhớ năm nay. Ngày buồn tháng nhớ năm thư mà viết tầm bậy đó. Thương tháng nhớ năm nay. Giờ thì em lộn vậy. Buồn tháng nhớ năm thư là hồi xưa là đi đúng cô gái hay viết cái câu đó đó. Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Ngày thương tháng nhớ năm nay. Ngày thương tháng nhớ năm nay. Chris yêu dấu mặt cười chấm than. Anh không nghĩ là hai anh em mình lại chọn nhau để đồng hành, cùng nhau trải qua những nơi đẹp, những thử thách của chương trình, và đặc biệt là muốn hiểu nhau nhiều hơn về con người của nhau. Ủa cái này tình yêu hả? Anh của em hơi bị văn mẫu. Văn mẫu, văn mẫu, cả mặt văn mẫu. Em lành tính, ngây thơ và dễ thương, dễ bị hù. Tình thần kinh. À, thần kinh. Em bị yếu. Ý anh là vậy. Em có sự cố gắng nhưng không may mắn lắm nghe em. Hơn là có anh ở bên cạnh em nên kết quả khác liệt. Em qua đây anh chỉ chứ. Chết rồi. Cái đoạn văn này sao nó mà tôi không này khúc nào. Em nói lần của nè chung. Nói chung anh nói chung. Nói chung anh không viết giỏi đâu. Chỉ là quý em hơn nè. Coi em như đứa em trai. Số này là mình được đồng hành cùng với Hờ He Ne, thật là vui ha. Ý nghĩa nữa là được bà con ở đây tặng quà và chơi trò chơi. Lần đầu tiên anh tới nhà ren, gần nhà rông đến nhà rông. Nhà rông thành nhà ren là sao ta? Anh vui lắm. Hôm nay anh thật vui. Cảm ơn chương trình và mọi người rất là nhiều. Anh em ta mặt cười lại được vui, lại được ngày vui. Cảm ơn anh. Dễ thương. Dễ thương quá à. Gửi các anh em trong team hai ngày một đêm, và đặc biệt là chị Hờ He Ne. Và ngày hôm nay có lẽ là một chủ đề mà, nhưng chắc chắn đủ cho em nhớ kỷ niệm này cùng mọi người cả đời. Anh Giang luôn sâu sắc và ấm áp. Nhưng đôi lúc cũng đói thấy mồ mà gồng dữ lắm. Anh Huy nhìn tưởng là lo dở hớt nhiều, nhưng mỗi lần em hay ai trong gia đình bị thương thì công cụ hay thực phẩm chức năng gì cũng đầy đủ cho anh em. Dễ hơn. Tôi chưa có. Thêm nữa. Không được thêm. Không được thế. Đại gian người ta hết. Anh Lâm. So. À là CC. Cái miệng duy nhất luôn. Tiếp năng lượng tích cực cho anh em. Hiếu thứ hai, một mảnh ghép không thể thiếu của gia đình. Mở ngoặc, nhưng bớt mê mấy chị khách mời lại cho em. Mê mấy chị khách mời lại cho em. Chừa cho anh em bụi lột. Chừa em cảm kích chân quý khi được là thành viên của gia đình thứ hai này.
chúng ta là anh em. Dễ thương. Mọi người là điểm sáng quý giá nhất của em trong năm 2022. Trời ơi, viết hay quá vậy. Được tham gia chương trình và đồng hành cùng năm người anh qua ba chặng đường làm em càng quý giá những giây phút còn lại của hai ngày một đêm. Em thật sự đắm chìm vào sự tung hứng, phản xạ thông minh, dễ thương dù quá. Đôi khi hơi ô dề và khùng điên. Vì cái em đó. Nhưng em cảm nhận được mọi người đang thực sự tận hưởng từng giây phút của hiện tại và quên đi nhiều khó khăn phía trước. Thực sự như một gia đình. Em biết, sau khi chương trình kết thúc, thì em cũng sẽ ít có cơ hội gặp mọi người. Nhưng đây sẽ là những giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời của em. Mãi là anh em. Love on, ký tên. Hiếu Thứ Hai. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, cái đó hay quá. Thấy thương quá. Giỏi quá, đúng là rapper. Anh vô học hay gì? Không, ý là nó có học á, nhìn nó. Ủa là em không đi học hả Lâm? Anh mà dắt hả, đó là. Tôi rất là chờ đợi bức thư của Lê Dương Bảo Lâm nha. Học văn giỏi nhất lớp rồi. Anh con tim mưa trắng xóa trời. Chúng tôi ngồi lại quay cùng bên nhau. Yeah, thơ lục bát luôn chứ. Cảm thấy đẹp sao? Ừ. Mới 3 giờ sáng cả đoàn rời đi. Lên xe cười nói hi hi. Tham quan nhiều chỗ đẹp tươi vô cùng. Đầu tiên cột mốc Đông Dương. Quá em ơi, các anh chiến sĩ dễ thương vô cùng. Rồi lặp lại nha. Lại lại lại. Cùng đó thì chắc nó có nhưng mà cũng có sự lặp vần đây, phương pháp lặp vần. Vui cười bể bụng từng cơn. Trên xe trò chuyện, nhiều trò chơi bắt cười. Còn gãi à? Gãi đó, anh làm gãi của em đó. Ờ, em đọc đúng không? Trên xe trò chuyện, nhiều trò chơi bắt cười. Bỏ chứ nhiều gì đó, bỏ chứ nhiều. Trên xe trò chuyện, trò chơi mắc cười. Ừ, vậy đi coi, vừa, đi gãi. Trên xe có rất nhiều người. Ai cũng đối khác nhưng cười thật to. Sau đó trận đấu hay ho, kiếm đồ múc nước, chế vô cái bình, sau đó tiếp tục lang thang, gặp ngay hoa hậu Hờ Hen tuyệt vời. Sau đó tiếp tục được mời hát ca nhảy múa với đồng bào anh em. Hôm nay quả thật bồi hồi vì nhiều kỷ niệm với mọi người nơi đây. Trường Giang chơi rất là hay, đau tay nhưng vẫn hết mình là đích phan. Bản tính vốn rất ăn gian là Kỳ Minh Tuấn, một rùi rất to. Cái gì cũng rất hay lo là anh bắp đó dễ thương vô cùng. Nữa vẫn vô cùng nữa. Cái khúc mà bị dí thì không biết dí gì. Vui vẻ miệng rất hay cười. Rapper tên Hiếu, hot boy chương trình. Đêm nay trút hết tâm tình, tôi yêu các bạn chương trình chúng ta. Yeah, hay quá Lâm ơi. Tự do, tự lo. Xuất sắc em ơi. Cái này cuối cùng không? Học của anh nữa. Thì của anh này cuối cùng nè. Rồi đúng rồi. Em đọc. Cuộc đời này thật sự vô nghĩa nếu thiếu đi tình bạn. Yeah. Và tuyệt nhiên khi có một người bạn luôn ngồi lắng nghe. Tôi có người em, người bạn tên là Lê Dương Bảo Lâm. Lâm kể với tôi rằng Lâm không ngồi chia sẻ với người bạn của mình bao giờ. Vì thế bạn của Lâm dường như cô đơn và hụt hẫng trong cuộc sống. Ủa sao giống như em hại bạn em vậy? Xui xẻo. Đâm cho đủ. Đừng gãi Lâm. Xui xẻo thay. Xui xẻo thay người bạn đó chính là tôi. Tôi đã qua rồi. Xin hãy tha cho tôi về với gia đình của tôi để tôi được. Để tôi bị bệnh trầm cảm. Trị bệnh. Để tôi trị bệnh trầm cảm. Ơn này hả? Ơn này sống để mình trầm ăn tẹo. Anh Giang duyên quá hả? Trường Giang. Đầu hay biết là bao. Tự nhiên. Nhưng mà em biết là anh Giang chỉ là ghẹo em thôi. Nhưng mà từ sâu trong trái tim của anh thì anh rất là thương em. Cũng như là không bao giờ buồn giận em. Ôm em sẽ ngủ kế anh, ôm em thật chặt để em ngủ thật là ngon. Để em viết lại lá thư khác. Để em viết lại lá thư khác. Trời, cái đội này thấy thương quá vậy.
Rồi đúng nghĩa là chạy. Chạy cái bạc xong nằm ngủ luôn á mọi người. Đứt là phụ anh đứt ơi. Lâm làm gì vậy? Đánh răng hả? Trời ơi là trời. Ngoài kia mưa gió bão bùng, bên đây Lâm dẫn. Đội thua chỉ có chiếc mùng bỗng tê. Hay quá, chương trình hay quá. Ngoài kia mưa... Uống nguyên rít làm gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? Ở dơ vậy? Vô ngủ rồi, thấy thương quá. Vậy thôi, sáng rồi. Ở trong này là sẽ là những bản tên của các anh đã phát. Mọi người sẽ lấy một bản tên, bốc trúng ai thì đi kiếm người đó. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Cái khúc mà phát tên cho phát bản tên cho ekip lần trước đó. Thấy chưa? Thường nói là có hai ở đây. Hin chứ, có cái hin ở đây. Ngọc Hà tôi biết nha. Bé. Bé nào luôn đó. Bé mà bé mệt mỏi. Nguyễn Minh Hiếu. Giáp Văn Út. Nguyễn Nhật Trường. Dạ, Nguyễn Cao Nhân. Cao Nhân ở đâu là mơ lộ diện. Cao Nhân tôi biết nha, hôm qua tôi cầm Cao Nhân, Cao Nhân của ánh sáng. Lê Dương bảo Lâm mà bút ngay Katarin nữa thì thôi Trần Văn Lâm. Các anh em đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ có 5 phút để tìm đúng người. Trời ơi, ekip một quá trăm người quá. Kiếm đúng rồi, kiếm đúng bé Hà rồi. Anh ơi, bé nó dậy quá. Sáng ra bé nó diễn là được lúc này biết rồi. Đi ra đây. Hoàng trang phục gì vậy? Hả? Vô làm cho sức chứ mấy nhân à? Ủa, Squid nó đứng yên vậy ta? Anh Út đâu? Tại giờ kêu bốn lần anh có mình anh liếc mắt à? Đây, em lượm được ông Út rồi. Không biết ổng là ai luôn ơi. Chỉ có Lê Dương Lâm thôi. Còn cái ông Lâm đó tôi không biết. Alo, alo. Cao Nhân à? Không nói mà có tài chỉ được mà. Trời ơi, năn nỉ xin chỉ nữa. Em mà là Cao Nhân là em một lắc đầu anh dạy em suốt đời. Cao Nhân nè, tên gì nè. Ở lộn mà sao nè. Sao anh bóc? Ai vậy? Bóc mà Cao Nhân. Phải đòn mình không? Không biết có trong đời không? Âm Thanh đúng không? Âm Thanh. Nhúng nước đi anh. Đúng rồi. Nhúng nước cái biro là âm thanh nó sẽ tự ré lên liền. Ừ, đi ra rạng sáng cái rồi vô chơi tiếp nè. Có 5 phút quá. Ở vậy hả? Cao Nhân. Anh đã được 3 rồi. Quỷ Tuấn. Lương lẹo dễ sợ. Đó rồi. Vậy anh Trường là anh nào? Anh biết anh ngồi xung anh Trường không? Cái gì? Biết làm Trường á. Quỷ sứ. Anh Trường ơi! Help! Help ơi! Help ơi! Help! Anh chạy rồi! Help! Anh vô nè! Anh vô nè! Trời ơi. Dễ thương quá à. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Anh Giang tỉnh bờ ha. Trời ơi, còn nó đến nó làm. Tìm được Lâm rồi, rồi ekip chết, ekip rồi. Ekip Lâm lộ rồi. Chị mẹ, chị mẹ. Rồi, thôi em anh em. Nguyễn Phương Ngọc Hà, có phải là cô hay không? Em phải. Yeah. Giọng quá hay luôn. Anh Giáp Văn Út quay phim. Có phải là anh không?
Nguyễn Công Nhân, có phải là em không? Làm gì em biết đi. Hay quá vậy ta. Nếu em có phải là Trần Văn Lâm, em hãy đánh vào 3 cái, còn không phải đánh vào mặt anh 1 cái. Bán mặt à? Đúng rồi. Bây giờ tên của anh có phải là Nguyễn Nhật Trường trong một phần quay phim không ạ? Không ạ. Cho hỏi Nguyễn Nhật Trường có mặt ở đây không ạ? Xin mời bạn xuất hiện. Nguyễn Minh Hiếu đây, tôi không biết bạn này. Xin mời bạn Nguyễn Minh Hiếu xuất hiện. Em vô đây, để xem trong đồ mà mặt mày em nhợt nhạt gì. Ý dù bé này dẫn anh đi toilet đúng không? Đúng rồi. Hãy lấy nước uống cho mình nè. Trời ơi. Nè, đeo vô không? Anh Giang thua game này rồi. Được luôn. Đây, chiếc xe xe của chúng ta đây. Xe này sẽ giúp chúng ta tham quan làng con của tôi. Dễ thương quá à. Đi xe máy cày đó mọi người. Xe máy cày đó tôi biết chạy luôn á. Nít chạy theo rồi dễ thương không? Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với làng văn hóa con Cơ Tu. Làng văn hóa nhất cổ nhất ở Kon Tum với hơn 300 năm tuổi. Chúng ta đang đứng ở gần dòng sông Đắk La, người dân thường gọi với cái tên con sông chảy ngược. Bắt đầu. Anh có người thứ tư nói em. Anh là gái cả không biết được. Không, anh không biết bơi. Bên phải, bên phải. Lên thuyền, lên thuyền. Chèo đi, chèo đi, chèo đi. Ủa gỡ ra làm gì vậy Lâm? Ủa hen đó bên trái mà. Bên phải, bên phải, nó quẹo bên đây. Sinh vật mà xòe cái đuôi đẹp thiệt đẹp. Công. Công. Nó là gì? Ba chữ. Nó thuộc loại gì? Con công múa. Chim. Đúng. Cái gì? Chim. Con chim công. Đúng. Đúng. Con chim công. Nó là gì? Con chim công nó múa. Con chim công múa. Không. Không, cái này mà bắn ra gọi là gì? Xòe, xòe. Xe lông. Con chim công xòe. Xe lông. Xòe lát. Xòe lát. Xòe tay. Xòe cánh, xòe cánh. Con chim công xòe lông. Đúng. Rồi, xe lông là gì? Mũ quạt. Con chim công xề lông múa quạt. Nè, nè, nè. Nè, cái gì? Quạt, quạt, nhảy. Nè, cái gì? Con chim công xề lông quạt. Trời ơi, con chim công. Con chim công xề lông múa quạt. Yeah. Chính xác. Con chim công xề lông múa quạt. Rồi, rồi. Chính xác. Chính biệt thiệt thôi à. Hồi nãy vừa là cái câu toàn là chơi chữ không nha. Chơi chữ không nha. Rồi. Chơi chữ hả? Anh thay vỏ nằm đau. Bữa ăn bún gì? Qua dập ờ bữa ăn bún cua. Con. Trước. Con cua. Đó. Đó gì? Bạn của đó. Là đồng đồng loại của đó. Con còng. Đó. Yeah. Nói lại. Con cua còng. Bảy. Chúng cái nó tao. Ngược lại. Con cua. Con còng. Con còng. Yeah. Con cua. Con còng. Cạp đầu. Cạp đầu. Sao mọi người diễn tả gì chứ cần chỉ cần nhìn thế nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Con cua, con còng, cắn. Ở dưới này bầy con nhỏ. Con cua, con còng, cắn con ốc. Con. Đâu đâu, đâu đây, đâu. Con cua con còng cắn con cá cơm. Đúng. Miễn hình phạt. Trời ơi. Ghê vậy, Kiều Tuấn hơn quá vậy. Có không? Có không?
Anh Gia hay ghẹo em lắm. Ở cổ. Mặt. Ở cổ. Mặt. Ngủ không? Ăn thử tụi đây là chết đói. Thôi cho em đổi đi. Đổi qua anh đi với em không? Rồi, cái này phần thưởng hết á. Thưởng. Thưởng mà. Ai mà dám? Thưởng không? Thì em không? Ai mà dám chống cự đổi chứ? Em muốn là xui nhất mà. Em xui lắm. Đổi đi. Đổi em. Cho mọi người coi trước rồi. Cho mọi người coi trước rồi. Đổi giả coi trước. Động viên. Ồ. Đồ ăn vặt. Một cái đồ đang đang quy định ăn vặt thôi. Không được ăn chín. Trời hư cơ nha, bao chờ không lấy được không? Ai biết. Động viên là gì? Động viên cho vui thôi, động viên tinh thần em thôi. Bây giờ em thử một cái đi anh, dùng không giới hạn mà động viên thôi. 2 3 động viên nè. À, động viên là đừng vỗ tay đó. Đúng là xui thiệt, cái thẻ này là hình như nhất đúng không? Mà vô nó luôn đó. Ghê quá, con này ghê quá. Em nó coi xong đi. Em đi. Tội nghiệp. Tội nghiệp đó, Jennifer quá. Mà em biết sẽ đâu buồn không nhạc. Có gì bằng tình cảm ở trên cuộc sống này đâu lắm. Dạ. Anh lấy không? Không. Anh Giang mèo ngoan miễn phạt ngủ sướng đồ ăn vặt động viên. Đồng với những thẻ quà của chương trình không ạ? Dạ rất hài lòng. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Vậy là chúng ta đã hết rồi. Đã tập 6 của 2 ngày 1 đêm reaction tới đây là hết rồi. Thật sự là mọi người hôm nay Thư mới phát hiện được một điều. Ngồi bới tô cơm mà ngồi coi 2 ngày 1 đêm rất là vui nha. Rất là thú vị luôn. Lần sau Thư lại xuất hiện với một tô cơm nữa. Không biết mọi người có đồng ý không ạ? Rất cảm ơn mọi người đã đón xem reaction của Thư 2 ngày 1 đêm nha. Thư sẽ reaction hết cả chương trình luôn. Nên mọi người ơi, mọi người nhớ follow Thư để đón xem reaction cũng như phim của Thư trên kênh Nam Thư Official.